biết đâu mọi người, thì cái gói bánh mì này cũng ra được khoảng tầm 2 tuần nay rồi. Nhưng hôm nay mình mới mua gói này. Và mình sẽ mở hết tất cả cái này một lượt luôn nha. Nhìn nó đã mắt không, cái chiếc bộ áo thì rất là đẹp nhá. Đôi giày nữa này mình sẽ nhận hết, từ tiền sao đến điểm hiệu các loại đồ luôn. Sau cái nhận này thì sau này mình sẽ decor và mình sẽ quay lại clip decor cho mọi người xem nha. Cái cảm giác mở này rất là thích luôn nhá, mở hết luôn. Mình đợi đến level 30 rồi mình mới bắt đầu mở hết này. Cái bình nước này này, cái bình nước này mình mau đợi cái bình nước này, không biết nó như nào. Mình cũng chưa xem review của một ai cả. Thích nhất con gấu này luôn. Đó, thì là mình đã mở hết rồi nè. Diện bộ đồ lên coi xem như nào ta. Thấy mọi người mặc rất là đẹp. À, lấy thêm một bánh mì ra để đi bán nào.